Phong Thủy Tâm Nguyên xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên. Như các anh chị đã biết, cái việc làm nhà dựng cửa là một trong những cái việc đại sự mà con người chúng ta quan tâm và thực hiện của một đời người. Tùy cái vận số của mỗi người khác nhau, tùy vào cái điều kiện kinh tế của mỗi người khác nhau, tôi có thể thực hiện việc xây nhà sớm hay muộn, hay là tùy vào cái yếu tố tác động khác nhau khiến cho việc chúng ta thực thi cái việc xây dựng cho cái cơ ngơi, cái ngôi nhà, cái công trình riêng tư của chúng ta sớm hay muộn là thôi. Thì dĩ nhiên mà nói thì cái việc sớm hay muộn đó nó không quan trọng bằng cái việc mà chúng ta đã bắt tay vào làm, thì chúng ta dồn toàn bộ cái tâm ý, toàn bộ những cái sự tâm huyết, toàn bộ những cái tiền bạc, vật chất và cái sự tận tâm của chúng ta vào chính ngôi nhà chúng ta ở, thì nó sẽ mới đạt đến cái ngưỡng tốt nhất để nó giúp cho chúng ta trở nên là thoải mái, giúp cho chúng ta trở nên là có sức khỏe, giúp chúng ta có thêm nhiều tài lộc và có thêm những cái niềm vui, sự hạnh phúc, cái sự hòa hợp trong cái ngôi nhà này. Còn nếu không thì dù chúng ta có nhiều tiền đến mấy chẳng hạn, hay chúng ta có xây cái nhà này sớm thì con trẻ đi, nhưng mà rồi cuối cùng yếu tố về phong thủy nó không được đạt, hay những cái yếu tố mà chúng ta không có chú trọng đến để rồi nhìn ngôi nhà nó có vẻ đẹp nhưng bao nhiêu cái yếu tố bên trong nó bị lỗi, thì lúc đó chúng ta cảm thấy rằng là nó chúng ta muốn sửa lại, chúng ta muốn làm lại nó rất là khó. Đó là cái điều mà rất nhiều các anh chị, rất nhiều những học viên, rất nhiều khách hàng của Phong Thủy Tâm Nguyên đến với Phong Thủy Tâm Nguyên nhận sự tư vấn và được chung nhận thấy cái điều đó. Tức là các anh chị làm cái nhà lên, dành bao nhiêu cái tâm huyết cho nó, nhưng chỉ vì một cái điều đó chúng ta thiếu đi những cái kiến thức, thiếu đi những cái sự lưu tâm quan trọng cho phong thủy, để rồi một cái ngôi nhà chúng ta dựng lên, chúng ta mới thấy là bao nhiêu cái vốn liếng, tiền tài, tiền của, bao nhiêu những cái công việc sự nghiệp chúng ta đạt được trước đây, mà đến khi tự nhiên dựng cái nhà lên, chúng ta thấy mọi thứ là đi xuống và không kiểm soát được, thậm chí là tụt xuống âm, thậm chí là mất trắng luôn, thì đấy là điều vô cùng đáng tiếc, phải không ạ? Dĩ nhiên mà nói rằng là cái yếu tố phong thủy ngôi nhà không phải yếu tố quan trọng tiên quyết nhất, nhưng nếu như chúng ta có cơ hội được làm đúng ngay từ ban đầu, thì xin khuyên chân thành với các anh chị, chúng ta hãy nhận được cái sự tư vấn từ phía đơn vị chuyên gia để chúng ta làm được ngôi nhà chúng ta trở nên tốt nhất. Đó là cái điều mong muốn tổ cao, đó là cái điều mong muốn rất lớn của Phong Thủy Tâm Nguyên hướng đến các anh chị, đó là chúng ta có cơ duyên gặp nhau mà Phong Thủy Tâm Nguyên tận tâm hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn các anh chị trong cái việc làm nên một cái ngôi nhà của mình nó trọn vẹn, thì đấy là cái điều mà Phong Thủy Tâm Nguyên rất mong muốn của các anh chị. Do vậy rằng là một trong những cái thế mạnh, một trong những cái sự ưu thế, một trong những cái mà điểm mà Phong Thủy Tâm Nguyên tôi vô cùng tự tin đối với việc giúp đỡ các anh chị thực hiện ngôi nhà của mình, đó chính là thực hiện cái bộ hồ sơ phong thủy đối với ngôi nhà của anh chị. Trước mắt các anh chị ở đây và Đức Trung Tâm đang cầm trên tay là cái bộ hồ sơ phong thủy bản cứng in ra cổ hóa 3 để các anh chị nhìn thấy. Với một cái bộ hồ sơ phong thủy này, nó là cái sự kết tinh tri thức của Thầy Tâm Nguyên, nó là cái sự tận tâm suy nghĩ đến từng cái vấn đề của các anh chị đối với mỗi một gia cảnh khác nhau, đối với mỗi một ngôi nhà khác nhau mà Thầy Tâm Nguyên đã đi khảo sát bao nhiêu năm nay, để rút ra một cái bộ hồ sơ phong thủy để nó đảm bảo những yếu tố của phong thủy nó đầy đủ nhất, yên tâm nhất, để giúp các anh chị làm một ngôi nhà của mình mà nó thuận lợi và nó suôn sẻ nhất, thành công nhất. Đấy là cái điều mà Phong Thủy Tâm Nguyên mong muốn hướng đến, và chắc chắn nó là điều mà các anh chị mong cầu, phải không ạ? Bởi vì việc chúng ta dành bao nhiêu tâm huyết, dành bao nhiêu tiền của để chúng ta làm ngôi nhà chúng ta mà nó lại không có được thành công, nó lại không có được thuận lợi, mà lại gặp những cái trắc trở, gặp những cái mà biến cố, hay là rồi để rồi chúng ta rơi vào cái cảnh nó đéo cày giữa đường, rơi vào cái cảnh nó là không biết hỏi ai, mất hết những cái là cái sự tin tưởng, thì khiến cho cái việc chúng ta bỏ bao nhiêu tiền của chúng ta làm há chẳng phải là thao tâm tổn sức hay sao, đúng không ạ? Trong khi đó thì nếu như chúng ta có sự lựa chọn đúng thì làm nhà nó sẽ thành công hơn rất nhiều. Thì trước mắt anh chị ở đây là bộ hồ sơ phong thủy mà Phong Thủy Tâm Nguyên vẫn đang từng ngày nỗ lực giúp hướng dẫn các anh chị, cũng như là thực hiện cùng với các gia chủ cái bộ hồ sơ phong thủy này để đạt cái sự hài hòa nhất. Sự hài hòa đến từ như nào? Sự hài hòa đến từ việc các bộ hồ sơ phong thủy giúp các anh chị kiến tạo lên một cái môi trường sống, không gian sống, để nó đảm bảo yếu tố là nó luôn xuất phát từ cái mong muốn của các anh chị. Cái ngôi nhà của anh chị nó vẫn luôn đảm bảo yếu tố về kiến trúc và thẩm mỹ. Cái ngôi nhà anh chị nó vẫn luôn phải đảm bảo cái yếu tố về phong thủy, và nó thực sự nó tối ưu cái công năng diện tích để giúp các anh chị thi công triển khai ngôi nhà trở nên dễ dàng nhất và tiết kiệm chi phí nhất. Đấy là điều mà Phong Thủy Tâm Nguyên hướng đến. Vậy thì một cái bộ hồ sơ phong thủy mà Đức Trung có nói đến thì nó triển khai những hạng mục gì bên trong, và liệu hạng mục này nó có cần thiết đối với tôi không, hạng mục này nó có quan trọng đối với tôi không, hay hạng mục này các anh chị có quan tâm hay không, hạng mục này có ảnh hưởng đến yếu tố bảo phúc hay ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy ngôi nhà các anh chị hay không. Và nếu như các anh chị chưa hiểu thì các anh chị cũng sẽ không có kết hợp được
suôn sẻ với lại là phòng thí nghiệm viên được. Do vậy rằng là mọi cái lời chia sẻ của phòng thí nghiệm viên hướng đến các anh chị, mục đích chính đó là để các anh chị có thể hiểu rõ nhất và cái việc kết hợp của hai phía, tức là từ phía gia chủ và phía đơn vị tư vấn là phòng thí nghiệm viên chúng tôi, nó được cụ thể nhất. Thì đấy là cái điều mà suôn sẻ của cả hai bên đều có được, hướng đến cái việc đó là sự hạnh phúc của các anh chị, hướng đến cái việc là sự yên tâm về gia đạo của các anh chị, hướng đến cái việc sự hòa hợp của các anh chị và hướng đến yếu tố về tài lộc của các anh chị. Đấy là cái điều mà phòng thí nghiệm viên tập trung cốt lõi và đó là sứ mệnh của phòng thí nghiệm viên hướng đến. Còn tất cả những cái yếu tố khác liên quan đến chi phí thì chúng ta cần có sự tham khảo bàn luận để làm sao một thứ nữa nó thống nhất tốt nhất, thì đấy là cái điều tuyệt vời phải không ạ? Do vậy là cái bộ hồ sơ thì mà Đức Trung có nói đến các anh chị ở đây nó bao gồm những hạng mục gì? Xin thưa các anh chị, nó bao gồm 12 hạng mục và ngày nay phòng thí nghiệm viên sẽ nói trước với các anh chị hai cái hạng mục trong đó và những video tiếp theo thì ta sẽ nhắc đến các hạng mục tiếp. Cái hạng mục 12 hạng mục của nó sẽ bao gồm, thứ nhất đó là liên quan đến phần phân tích tổng thể đại cục tự long cắt hung, phần thứ hai đó là phương án liên quan đến họa tiết màu sơn mặt tiền nội ngoại thất, chi tiết cầu thang, họa tiết về phòng khách, rồi là màu kính bếp như thế nào, nó cũng được thể hiện. Cái hạng mục thứ ba đó là phương án về kích thước cổng cửa theo đúng thước mẫu 3. Thứ tư đó là cái phương án về phân tâm phục vị, xác định phương hướng tỏa vị như các công năng của các phòng ốc trong ngôi nhà. Phương án thứ năm đó là phương án thiết kế bố trí công năng mặt bằng kiến trúc theo phong thủy và đúng tỷ lệ. Phương án thứ sáu đó là phương án liên quan đến động thổ, những nghi thức nghi lễ và năm tháng thời giờ động thổ như thế nào. À, phương án thứ bảy đó là liên quan đến phương án chấn chạch kích hoạt cái vận khí của tranh đất đối với gia chủ. Phương án thứ tám đó là phương án liên quan đến công trình ngầm, bể phốt, bể nước, rồi là các cái hệ thống được cấp nước ra vào làm sao. Phương án thứ chín đó là phương án bố trí các vật phẩm phong thủy để hóa sát kích hoạt tài lộc, hỗ trợ cho sức khỏe gia đạo bình an của các anh chị một cách tốt nhất. Thứ 10 đó là phương án liên quan đến bố trí không gian ăn ở. 11 đó là các phương án liên quan đến ngày giờ để dọn dẹp mặt bằng, động thổ, chấn chạch, đổ mái, cất nóc, nhập chạch và các nghi thức nghi lễ hướng dẫn. Phần hạng mục thứ 12 đó là phân tích liên quan đến tuổi tác hợp gia chủ để mà lựa chọn cho việc sinh con để cái giữ vợ và chồng hay là kết hợp tuổi tác làm ăn, tuyển chọn nhân viên nhân sự. Đó là 12 hạng mục trong bộ hồ sơ thủy này và trên cái tinh thần đó là tổng hợp từ cái mong muốn, tổng hợp từ những yếu tố quan trọng đối với phong thủy tăng đồng phái của thủy viên và kết hợp với những cái sự thực nghiệm trải nghiệm đối với hàng nghìn gia chủ một năm và phong thủy viên nhận sự tư vấn thì đúc kết ra cái bộ hồ sơ thủy với 12 hạng mục nó cô đọng nhất, tinh túy nhất và nó đầy đủ nhất. Và ngày hôm nay thì video này phong thủy viên thì chúng sẽ nói với anh chị hai cái hạng mục đầu tiên trong bộ hồ sơ thủy, đó là phần phân tích tổng thể đại cục thủy long cát hung và cái phần phương án họa tiết màu sắc nội ngoại thất như thế nào. Thứ nhất đó là cái phần liên quan đến hồ sơ phân tích về tổng thể đại cục định long cát hung. Thì các anh chị biết rằng là trái đất nó giống như một quý nhân là người đồng hành chở che cho toàn thể gia đình của anh chị. Thì cái việc vững chân long hay là chúng ta hiểu đó là trạch phù nhân, tức là cái trạch đất đấy nó phải phù cho gia chủ, tức là phù tức là hỗ trợ cho trạch chủ và tất cả các nhân đình thành viên ở trong nhà, thì nó giúp cho trạch chủ và các thành viên trong nhà phát triển một cách bền vững và trường tồn, đúng không ạ? Năm vượng thì lại càng thịnh vượng mà năm hung thì kém hung đi, đúng không ạ? Trạch chủ cũng như các thành viên trong nhà đảm bảo được những yếu tố liên quan sức khỏe, tài lộc, rồi là tinh thần trí tuệ làm sao cho nó tốt nhất. Thì các anh chị cũng vẫn hiểu thêm một ý là căn nhà giống như một đại quý nhân phù cho thân mệnh của gia chủ được bình an và phát triển cách bền vững, sinh ra phúc quý tài lộc và thọ, điều đấy là điều tuyệt vời, đúng không ạ? Và thông qua cái việc triển khai liên quan đến hạng mục đó là tư vấn phân tích tổng thể đại cục định long như thế này thì các anh chị sẽ nhận được gì? Đó là các anh chị sẽ nhận được phần liên quan đến phân tích về đại cục tổng thể, về khai môn mở cổng, bố cục cảnh quan tổng thể cho căn nhà của các anh chị cũng như phần không gian bên ngoài căn nhà, tính theo tường bao và tính theo phần cổng cửa, đúng không ạ? Tiếp theo đó là xác định về phương hướng vững chân long cho trạch chủ, tức là để cho trạch phù nhân nó thật tốt. Tiếp theo đó là các anh chị nhận được là xác định cái yếu tố về vận khí của cái năm khi xây dựng này có được tốt hay không qua phần đánh giá đối với tầng phái của phòng thủy tổng viên. Tiếp theo là xác định theo hướng gió, mặt, sơn, hướng thủy để các anh chị có thể nắm được rằng là cái yếu tố tọa hướng của ngôi nhà hay vị trí của cái hạng mục ngôi nhà của anh chị tại khu đó có được tốt hay đắt của phong thủy không. Thì thông qua cái việc mà để đánh giá việc này thì chắc chắn là thông qua việc thầy tạm viên đến trực tiếp để khảo sát cho ngôi nhà của anh chị thì nó mới trở nên rõ ràng nhất và tốt nhất. Ngoài cái việc đánh giá theo yếu tố thiên khí, tức là năm nay cái vận khí đất của tôi có làm được hay không, thì cái việc khảo sát trực tiếp để nắm được cái địa thế, cách cục, hình thế, loan đầu của cái hạng mục
đất hay nhà của anh chị xây dựng nó là yếu tố vô cùng quan trọng tiên quyết để thầy đơn viên đến. Do vậy rằng là cái câu chuyện hay là cái câu trả lời của thầy đơn viên đến với cái hạng mục đất trực tiếp của nhà anh chị, đó là trả lời rằng là cái đất này có làm được hay không, đó là câu trả lời vô cùng quan trọng và câu trả lời đã xứng đáng với cái chi phí các anh chị bỏ ra rồi. Đó là trạch đất này có làm được không, vì rằng là nếu trạch đất này hung, vì rằng là cái trạch đất này là phải giám sát, vì rằng là cái trạch đất này nó không tốt, nó không vượng với các thành viên trong nhà anh chị mà anh chị vẫn cứ cố gắng làm, thì có lẽ rằng là cái tham số cuối cùng trả đến đó là yếu tố về thời gian, tức là những cái yếu tố về hoạt rồi là những yếu tố về bất lợi nó có thể xảy đến, thì điều này không ai dám chắc được cả. Và nếu như các anh chị thực sự tin tưởng với yếu tố học thuật của thầy Tân Nguyên, thực sự tin tưởng vào cái lời khuyên trưởng thành của phong thầy Tân Nguyên, thì hãy nghe theo cái lời khuyên tốt nhất của thầy. Nếu như nó vượng thì các anh chị yên tâm để mà làm, và nếu như nó hung thì chúng ta dừng lại, chúng ta lại kiếm cái trạch đất khác, đồng ý không ạ? Đó là phần đầu tiên liên quan đến phiên phân tích về tổng thể đại cục định long và các hung của cái trạch đất như thế nào để được thể hiện cái trang đầu tiên của bộ hồ sơ thì này. Cái phần thứ hai đó là trong bộ hồ sơ thì sẽ định đến, đó chính là cái phương án liên quan đến họa tiết màu sắc, phương án liên quan đến các cái họa tiết của nội ngoại thất trong nhà như nào, yếu tố về phong thủy làm sao cho tốt nhất và rõ ràng nhất. Liệu rằng là do rằng là tôi mệnh mộc cho nên là nhà tôi phải sơn màu xanh đúng không? Thế thì chị vợ rằng là của tôi mệnh hỏa nên tôi phải sơn màu đỏ, chứ thế hai vợ chồng cãi nhau về việc sơn nhà này. Sở thì sơn nó sơn ra đâu, họa tiết ra đâu, nó làm cho cả nhà, các anh chị nhé. Đấy là quan điểm của các bạn rõ ràng. Vậy thì màu sắc, họa tiết, hình khối là cái hình thái biểu hiện của ngũ hành. Nắm vận khí, nắm được thiên khí ngũ hành của các phương để tạo những cái sự hòa hợp giữa thiên khí của căn nhà và địa khí của đất trời, tức là thiên địa nhân ứng sự hợp nhất, để mà căn cứ để mà tạo những cái sự hòa hợp giữa thiên nhiên cảnh quan và thu nạp thêm thiên khí để bổ long, để sinh vượng, để tăng cường cái sinh khí và hóa sát cho cái căn nhà. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng trong cái việc triển khai những họa tiết của hồ sơ như thế này. Và nếu như và trong cái bộ hồ sơ như này thì các anh chị sẽ nhận được cái gì? Các anh chị sẽ nhận được cái liên quan đến yếu tố về tư vấn màu sắc, họa tiết trang trí cho ngoại thất, tư vấn màu sắc, họa tiết trang trí cho nội thất, tức là liên quan đến yếu tố phòng khách và gợi ý cho các cái phòng ngủ khác, quan trọng nhất là phòng khách. Ngoài ra thì cách lát gạch ngoại thất và nội thất như thế nào, màu gạch ra làm sao, cách lát gạch như thế nào, rồi là phương án tư vấn liên quan đến màu sắc của khu vực bếp, màu kính bếp như thế nào, dĩ nhiên là cái vị trí bếp đặt ở đâu nó chắc chắn có rồi, nhưng cái màu kính bếp như thế nào để lấy yếu tố về bổ khí, bổ hướng, bổ tọa thì nó là cái điều cũng quan trọng mà các anh chị cần lưu tâm. Thì trong cái bộ hồ sơ thì nó cũng sẽ thể hiện cái điều đấy. Và trên đây là hai cái phần mà Đức Trung có chia sẻ với các anh chị về cái giá trị trong cái bộ hồ sơ thì chúng ta mới nhắc đến hạng mục đầu tiên, đó là liên quan đến yếu tố là phân tích tổng thể đại cục định long và các hùng, và cái thứ hai là phương án họa tiết màu sơn của nội ngoại thất, các cái họa tiết về cầu thang và bếp núc như thế nào thì cũng được thể hiện trong cái những cái trang đầu tiên của bộ hồ sơ thủy này. Chi tiết hơn nữa thì các anh chị hãy tương tác với phong thủy Tân Nguyên, hãy bình luận, hãy để lại số điện thoại, hãy gọi trực tiếp đến số online 1900 292 hoặc gọi đến số trực tiếp di động của các trợ lý để được chúng tôi tư vấn cách kỹ càng, để được có cơ duyên mời thầy Tân Nguyên về khảo sát trực tiếp với cái cục đất của các anh chị, để được chúng tôi hỗ trợ một cách chỉ thuận lợi nhất để việc làm nhà các anh chị lên thành công nhất và thuận lợi nhất, đó là điều quan trọng. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những chuỗi video tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích ở những phần tiếp theo trong bộ sơ đồ này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.